Dạ vâng, quý như quý vị, vâng, Nguyễn Long lại xin kính chào toàn thể quý vị và mọi người ạ. Vâng, trong video hôm nay thì Nguyễn Long lại xin tiếp tục giới thiệu đến tất cả quý vị và mọi người chiếc xe đạp Roadster full nhôm cao cấp mang thương hiệu Gian quý vị nhá. Vâng, model của chiếc Gian này nó là TCR. Vâng, một chiếc xe đạp Roadster hàng bãi đã qua sử dụng. Vâng, và cái chiếc Gian TCR này thì nó sở hữu một cái cấu hình cũng như là cái mức giá rất là tốt quý vị nhá. Vâng, chỉ ngoài 10 triệu thôi ạ, và X ở mức tầm vừa thôi quý vị nhá. Đó, và nó sở hữu cái cấu hình đó là khung sườn full nhôm cộng với lại cọc yên thì là bằng carbon. Đó, và thông số đo của nhà sản xuất thì nó là giống, nó là size 52. Vâng, tương đương giống ngang là 52 và giống đứng thì là 43. Vâng, sẽ khá là phù hợp với các quý vị là tầm có chiều cao từ 1m65 trở lên đến 1m78-79 trở về, chạy sẽ khá là ok ạ. Vâng, và cửa hàng của Nguyễn Long thì là có địa chỉ ở Phú Dư, Quỳnh Phú, Gia Bình, Bắc Linh, và số điện thoại của Nguyễn Long là 0973126389 quý vị nhá. Vâng, và sau đây Nguyễn Long sẽ tiến lại gần cái chiếc Gian TCR full nhôm này để quay chi tiết hơn cho là quý vị cùng theo dõi. Vâng, như thường lệ Nguyễn Long cũng sẽ cầm lại cái thước dây để đo chi tiết lại cái thông số giống ngang giống đứng cho quý vị xem là có phù hợp với bản thân mình hay không. Đây quý vị có thể thấy, đó, giống ngang là 52 quý vị nhá. Đó. Và giống đứng vâng là 43. Đó quý vị thấy ạ, đều nó đo tâm đấy quý vị nhá. Vâng, và tương đương theo quy ước của nhà sản xuất thì đó là size S. Đây quý vị thấy ạ. Đó. Vâng, sẽ khá là phù hợp với các quý vị có tầm chiều cao từ 1m65 trở lên đến 1m78-79 trở về, chạy sẽ khá là ok ạ. Vâng, Gian, cái thương hiệu xe đạp mà rất là nổi tiếng ở khu vực châu Á mình quý vị nhá. Vâng, và đặc biệt là ở Việt Nam mình cũng rất là nhiều quý vị sử dụng. Ở cái mức giá thành của nó là rất là dễ tiếp cận, rất là phù hợp quý vị nhá. Đó, và cái model của chiếc Gian này thì nó là dòng TCR. TCR 6300 đây quý vị nhá. Đó, 6300. À, nó sở hữu cái cấu hình rất là tốt quý vị nhá. Khung sườn dây đi âm. Đó, model khá là cao cấp của hãng Gian. Và đánh giá tổng thể về hình thức của cái chiếc Gian TCR 6300 này thì nó cũng còn tương đối khá là đẹp đấy quý vị nhá. Đó, cũng có những cái chút xước nhỏ trong quá trình sử dụng hàng ngày. Đấy, nhưng mà cơ bản thì nó cũng còn độ đẹp của nó cũng còn khá là tốt. Đó, tông màu đen trắng là chủ đạo, và nước sơn còn nước sơn bóng quý vị nhá. Cho nên là quý vị cũng rất chi là dễ vệ sinh chiếc xe. Đó. Đấy, phần càng trước. Đấy, một vài những cái vết xước rất là ngoài da lông mèo thôi quý vị nhá. Đấy, không có đáng kể chú ý gì nhiều về mặt hình thức cả. Những cái vết xước rất là nhỏ nhẹ bình thường trong quá trình sử dụng hàng ngày. Đó, phần khung thân trên tông màu đen trắng thì thấy rất là đẹp đúng không ạ? Đó, nhìn chiếc xe cũng rất là nổi bật và bắt mắt. Đấy, phần khung thân trên thì thấy một vài những cái vết xước rất là nhỏ nhẹ bình thường thôi quý nhá. Đấy, nhưng mà cơ bản thì là không có ảnh hưởng gì về nhiều về mặt hình thức cả. Đó. Đấy, thấy khá là ok đúng không ạ? Đấy, phần thân đứng model TCR thiết kế cũng rất là đẹp đấy quý vị nhá. À, quý vị để ý thấy ạ, cũng có một cái chút dáng dấp về hình dạng khí động học aero đấy quý vị nhá. Khung bản dẹp. À, quý vị thấy. Đó, cũng thiết kế cong lượn theo cái đường vòm bánh. À, nhìn rất là đẹp mắt đúng không ạ? À, nói chung là dòng Gian TCR 6300 này thiết kế khá là đẹp đấy quý vị nhá. Đó, quý vị thấy. Mọi thứ rất là ok đúng không ạ? Đó, đây là các cái thông số của nhà sản xuất, à, cũng như là cái cấu hình size S đấy quý vị nhá. Đó, phần thân chính. Đó, logo của Gian. Cái bên là cái phần đuôi càng sau. Đuôi càng sau phía bên trên. Đấy quý vị thấy, khá là ok đúng không ạ? Khá đẹp quý vị nha. Đấy quý vị thấy ạ. Phần đuôi càng sau phía bên dưới. Đó quý vị thấy, tổng thể còn khá đẹp đấy quý vị nha. Vâng, tiếp đến là cái phần vế bên trái của chiếc xe ạ. Vâng, đuôi càng sau phía bên trên. Đó. Model TCR đấy quý vị thấy. Vâng, cũng có một chút xước nhỏ ở đây quý vị nhá, trong quá trình sử dụng hàng ngày. Đấy, thì quý vị thấy ạ, nhưng cũng cơ bản là không có ảnh hưởng gì nhiều về mặt hình thức đâu quý vị nhá. Chút xước rất là bình thường, nhỏ nhẹ thôi. Đấy, quý vị thấy. Đuôi càng sau phía bên dưới. Đó. Khá ok đúng không ạ? Đấy, phần tâm phần khung ngạ không đứng. Đấy, dòng TCR 6300 này là thật sự là rất là nhẹ quý vị nhá. Dòng full nhôm siêu nhẹ đấy ạ. Mặt trên của chiếc khung. Đấy, vì thấy, các vị thấy có super light aluminum này, đó, dòng nhôm rất là cao cấp đấy quý vị nhá. Đấy, mặt trên của chiếc khung, đấy, model TCR 6300 của hãng Gian. Kế tiếp bên là cái mặt đầu của chiếc xe. Đấy, vì thấy ạ, cũng rất đẹp quý vị nhá. Đấy, logo của Gian. Vâng, và chiếc xe thì sở hữu hệ thống dây đi âm sườn quý vị nhá, cả dây phanh và hai dây đề đều đi âm. Đó, rất là ngon đúng không ạ? Cấu hình rất là tốt quý vị nhá. Đấy, mặt càng trước anh thấy một vài những cái vết xước rất là bình thường ngoài da thôi quý vị nhá. Đó, không có gì đáng kể về nhiều về mặt hình thức đâu ạ.
Đấy, vì thế những cái vết xước rất là bình thường trong quá trình sử dụng hàng ngày. Đó, phần khung thân chính. Đấy, vì thế ạ. Đều khá đẹp đấy quý vị nhá. Đấy, vì thế. Vâng, thì bên là cái phần gầm của chiếc xe. Vâng, gầm chủ chiếc xe này cũng rất là đẹp đấy ạ. Đó, quý vị thấy ạ. Rất ok quý vị nhá. Đó. Rất mới. Đấy, quý vị thấy khung gầm chiếc xe cũng như là xung quanh của giò dĩa. Đấy, quý vị thấy ạ, độ mới rất là cao đúng không ạ? Đấy, quý vị thấy cũng không có vết chảy xước nào lớn đáng chú ý đâu quý vị nhá. Đấy, cơ bản là cũng còn rất là đẹp. Đó, khung gầm chiếc xe rồi thì xung quanh giò dĩa. Đấy. Anh thấy tổng thể mọi thứ đều rất là ok đấy quý vị nhá. Đó, các cái thông số của gian. Vâng, và đối với dòng gian TCR 6003 này thì nó là dòng full nhôm siêu nhẹ thì quý vị hoàn toàn yên tâm mà không có lo lắng gì về hàng fake, hàng nhái, hàng copy đâu quý vị nhá. Và Nguyễn Long thì cũng là luôn luôn là xin cam kết chiếc xe là hàng chính hãng rồi. Và quý vị hoàn toàn yên tâm ạ, không có lo lắng gì về hàng nhái, hàng fake, hàng copy đâu ạ. Vâng, kế tiếp đến là cái bộ phận là dàn đầu, ghi đông bông tăng và cọc yên thì chiếc xe đang sở hữu một bộ là dàn đầu, ghi đông bông tăng thì là nhôm siêu nhẹ và cọc yên thì là bằng carbon quý vị nhá. Đó. Đây ạ, dàn đầu ghi đông bông tăng đấy ạ. Đấy, bô tăng thì là hiệu của Uno. Đó, nhôm siêu nhẹ. Ghi đông thì cũng vẫn là của gian. Đó, chính hãng của xe quý vị nhá. À, chén cổ cũng là chính hãng theo xe, đều là của gian. Đấy, quý vị thấy mặt bích ạ, đều là của gian hết quý vị nhá. Đấy, quý vị thấy tổng thể hình thức cũng còn khá đẹp đấy ạ, không có vết chảy xước lớn đáng chú ý đâu quý vị nhá. Đấy, quý vị thấy đấy, cái dây cuốn này vẫn là chính hãng theo xe đấy quý vị nhá, đều là của gian. Đấy, dây cuốn xốp chống dính và vẫn còn sử dụng được quý vị nhá. Đó, tổng thể hình thức đều còn khá ok đấy ạ. Tiếp đến là cọc yên. Vâng, cọc yên thì cũng chính hãng theo xe đây quý nhá. Đấy, đều của gian ạ. Đó, và cọc yên bằng carbon quý vị nhá. Đấy, quý đấy. À, thiết kế khá đẹp không ạ? Thiết kế khí động học aero. Tiếp đến là chiếc yên. Vâng, yên cũng là chính hãng theo xe quý vị nhá. Đấy, thấy ạ, đều là yên của gian. Đấy, quý thấy, và chiếc yên cũng còn rất là đẹp quý vị nhá. Đấy, cũng rất là êm đấy ạ. Đấy, hai bên hông. Đấy, cũng rất đẹp quý vị nhá. Không có bị chảy, bị rách gì đâu ạ. Đấy, quý vị thấy, cơ bản thì là cũng còn rất là mới. À, rất đẹp quý vị nhá. Đấy, quý vị thấy còn sử dụng rất là tốt đúng không ạ, rất là ok. Dạ vâng. Đấy, như vậy là quý vị vừa rồi thấy ạ. Vâng, khung sườn full nhôm siêu nhẹ hết quý vị nhá. Vâng, dàn đầu ghi đông bông tăng thì là nhôm siêu nhẹ. Đó, yên nguyên zin theo xe, yên là của gian. Đó, và tổng thể hình thức thì quý vị cũng thấy rồi. Vâng, một cái độ mới cũng còn rất là tốt đúng không ạ. Vâng, cũng có những cái chút xước nhỏ trong quá trình sử dụng hàng ngày, thế nhưng mà cơ bản độ mới của nó thì cũng còn rất là ok đấy quý vị nhá. Vâng, tiếp đến là cái bộ chuyển động mà đang trang bị trên chiếc gian TCR 6003 này thì chiếc xe đang sở hữu bộ chuyển động đó là đồng bộ hết là tia GRA 4007 quý vị nhá. Vâng, 2x10 giờ nít cho ra 20 tốc độ. Sau này chi tiết từng bộ phận. Hay phần tay nắp phía bên phải. Đấy, quý vị thấy tia GRA 4007. Đấy, đều còn đều khá đẹp đấy quý vị nhá. Đấy, quý vị thấy không có vết chảy xước nào lớn đáng chú ý đâu ạ. Vâng, nói chung là phần cần gạt thì cũng chỉ còn xước nhẹ một chút xíu thôi. Đó, quý vị thấy. Nhưng mà cơ bản là độ mới của nó còn rất là tốt đấy quý vị nhá. Đấy, độ mới còn rất đẹp, rất là ok. Đó. Tiếp đến là tay nắp phía bên trái. Vâng, tay nắp phía bên trái thì cũng rất là ok quý vị nhá, cũng rất là đẹp. Đó, cũng có xước nhẹ một chút ở cái phần cần gạt. Đấy, đấy, xước nhẹ nhàng một chút ở phần nắp chụp. Đấy, nhưng cơ bản thì về hình thức thì cũng còn rất là ok đấy quý vị nhá. Đó, không có vết chảy xước lớn đáng chú ý đâu ạ. Đấy, quý vị thấy ạ, độ mới của nó cũng còn rất là tốt. Tiếp đến là cụm phanh trước. Shimano Tiagra quý vị nhá, đồng bộ theo group. Đấy, còn rất đẹp đúng không ạ? Cụm phanh sau đều là Shimano đồng bộ hết Tiagra quý vị nhá. Đó, không có vết chảy xước nào lớn đáng chú ý ạ. Còn rất là đẹp. Nhưng cái phần logo là thì có bị bạc mòn một chút theo thời gian đấy quý vị nhá. Đấy, quý vị thấy không có vết chảy xước lớn đáng chú ý đâu ạ. Nói chung là cũng còn rất là đẹp. Kế đến cái phần gạt níp. Vâng, gạt níp Shimano Tiagra. Đấy, quý vị thấy ạ, cũng còn rất đẹp đấy quý vị nhá. Vâng, cũng có xước nhẹ chút trong quá trình sử dụng hàng ngày. Đấy, thì đấy, nhưng cơ bản độ mới vẫn còn rất là tốt. Rất là ok. Đấy, không có vết chảy xước lớn đáng chú ý đâu quý vị nhá. Đấy, thấy logo đây còn rất là đẹp, rất là sắc nét. Đấy, một vài những cái vết xước nhỏ trong quá trình sử dụng hàng ngày. Đấy, quý vị thấy ạ. Vâng, kế tiếp bên chiếc níp. Đó. À, níp sở hữu cái thông số cấu hình đó là 1125 quý vị nhá. Và níp và sên này còn sử dụng rất là tốt. Đấy, quý vị thấy ạ, rất đẹp, rất chỉ là vuông vắn đấy quý vị nhá. Đó. Vâng, còn sử dụng rất là tốt đấy ạ. Níp và sên vẫn còn rất là đẹp. Vâng, tiếp kế đến là chiếc sên. Vâng, sên cao cấp của Cam và C. Thế trên bên là phần giò dĩa. Vâng, giò dĩa Shimano Tiagra đồng bộ theo group, sở hữu thông số 5034. Đó, gạt đĩa Shimano Tiagra. Đấy, và quý vị thấy ạ, tổng thể về hình thức đấy ạ, cũng còn rất là đẹp đấy quý vị nhá. Nói chung là độ mới rất là cao. Đấy, không có vết chảy xước nào lớn đáng chú ý đâu ạ.
Quý vị thấy phần gạt đĩa. Đấy, quý vị thấy. Vâng, cũng có một chút sức rất là nhỏ nhẹ thôi quý vị nhá, không có gì đáng kể đâu ạ. Đó, theo thời gian. Đấy, quý vị thấy. Đấy, cơ bản đến còn rất ok. Giò dĩa thì không có vết chảy xước đỏ lớn đáng chú ý đâu quý vị nhá. Đó, đề còn rất là đẹp. Đấy, và đây là độ co giãn của chiếc sên. Đấy, quý vị thấy ạ, rất là ôm và khít quý vị nhá. Cho nên là quý vị hoàn toàn yên tâm ạ, cái tuổi thọ sử dụng là còn rất là lâu dài. Tiếp đến là cái phần phía sau của giò dĩa. Đấy quý vị thấy ạ. Đó, không có vết chảy xước đỏ lớn đáng chú ý cả. Rất đẹp quý vị nhá. À, phần đầu giò dĩa. Đầu giò dĩa thì cũng có sức nhẹ một chút xíu đây thôi. Đấy quý vị thấy. Đấy, cơ bản thì cũng còn rất là ok, không có chảy xước lớn đâu quý vị nhá. Đấy quý vị thấy. Vâng, và chiếc xe thì đang sở hữu một cặp pedal bãi nguyên zin theo xe đây quý vị nhá. Vâng, bề cặp pedal nhôm. Cái này là nguyên zin theo cấu hình của xe đấy ạ, từ ban đầu đây quý vị nhá. Pedal phẳng hai mặt. Vâng, tiếp đến là cái phần giò dĩa phía bên trái. Đây là Shimano Tiger Grand. Đấy quý vị thấy ạ. Đồng bộ theo group và cũng còn rất là đẹp đây quý vị nhá. Đó quý vị thấy. Vâng, cũng còn rất là mới đúng không ạ? Vâng, một chút xước rất là nhỏ trong quá trình sử dụng hàng ngày thôi. Đó quý vị thấy, nhưng cơ bản còn rất là đẹp. Dạ vâng, tiếp đến là chiếc cặp bánh. Vâng, đôi cặp bánh mà đang trang bị trên chiếc Grand là 6300 này thì chiếc xe cũng đang sở hữu một cặp bánh, nó là nguyên zin theo xe quý vị nhá. Vâng, và đặc biệt là cặp bánh này là chạy bạc đạn. Đó, rất là tốt đúng không ạ? Đấy quý vị thấy. Vâng, đây là bánh Grand này ạ. Đấy quý vị thấy. Đùm bánh sau. Model của cặp bánh này nó là Bianta quý vị nhá. Đấy, cặp bánh nguyên zin theo xe, chạy bạc đạn. Đó, cấu hình rất là ngon đấy quý vị nhá. Đó, bánh trước bánh sau đều đồng bộ nguyên zin theo xe. Đây đủ bánh trước ạ. Đấy, thấy đều là của Grand đấy quý vị nhá. Grand Pianta. Đó, chạy bạc đạn. Tất cả các căm mà đều cả trước cả sau đều còn nguyên zin quý vị nhá. Chưa hề có bị thay thế, bị mất một căm nào đâu ạ. Đấy vị thấy. Đó, đủ bánh trước bánh sau. Đấy, tất cả các căm đều có nguyên zin quý vị nhá, cả trước cả sau. Đấy vị thấy, cặp bánh chạy bạc đạn đấy quý vị nhá. Vâng, và cặp vỏ thì cũng đồng bộ trước sau, đều cũng vẫn là của Grand. Đó vị thấy ạ. Vâng, Gian SR4 sở hữu thông số là 700x25C quý vị nhá. Đấy vị thấy ạ. Gian SR4 thông số 700x25C. Đó, và cặp vỏ này vẫn còn sử dụng rất là tốt đấy quý vị nhá. Đấy vị thấy ạ. Cặp vỏ nhám. Vâng, không hề có bị dạn chân chim đâu quý vị nhá. Đấy vị thấy ạ, không hề có bị dạn chân chim đâu ạ. Nói chung là còn sử dụng rất là tốt. Đó vị thấy. Cặp vỏ còn rất đẹp đấy quý vị nhá. Đó. Vâng, rất là ok đúng không ạ? Vâng, tiếp đến là cái phần ti bật bánh sau. Ti bật bánh trước. Đó, quý vị thấy, đồng bộ trước sau quý nhá. Vâng, kể đến cái phụ kiện mà người chủ có để lại kèm theo trên chiếc xe Grand này thì đi kèm theo chiếc xe thì đó là một chiếc gọng bình nước bằng composite. Đấy, quý vị thấy ạ, cũng tông màu trắng. Đó, composite rất là chắc chắn và rất là nhẹ quý vị nhá. Đấy, cái này cũng là theo như cấu hình của nhà sản xuất là người nào có trách qua nó cũng là nguyên zin theo xe từ đầu đấy quý vị nhá. Đó. Dạ vâng ạ. Vâng, như vậy thì là vừa rồi thì là Nguyễn Long đã xin lỗi ạ, tiếp tục còn một cái phụ kiện nữa. Đây ạ, Nguyễn Long quên mất. Đó chính là cái chiếc đèn hậu quý nhá. Vâng, cũng là nguyên zin theo xe. Vâng, tại vì nó nằm âm ở trong cọc kia cho nên là Nguyễn Long đã quên mất không để ý đến. Vâng, đó là một chiếc đèn hậu vẫn hoạt động bình thường đấy quý vị nhá. Đây quý vị thấy ạ, Nguyễn Long bật cho quý vị xem. Đó. Đèn hậu chính hãng theo xe đấy quý vị nhá. Đây quý vị thấy hoạt động rất là tốt. Đó, cảnh độ sáng rất là tốt đấy quý vị nhá. Cảnh báo rất chi là sắc nét. Đấy quý vị thấy, cọc đèn hậu là âm liền trong cọc yên. Đấy, nguyên zin của hãng đấy quý vị nhá, theo xe. Còn hoạt động bình thường. Đó, và nó chạy bằng pin đấy ạ. Sau này mà hết pin thì quý vị thay pin thôi. Ra các cái cửa hàng điện tử, các cái cửa hàng đồng hồ điện tử là có đấy quý vị nhá. Pin rất chi là dễ thay, dễ kiếm. Dạ vâng. Như vậy là vừa rồi thì Nguyễn Long cũng đã giới thiệu rất chi là đầy đủ tổng thể chi tiết tới tất cả quý vị và mọi người về cái chiếc xe đạp Roadster full nhôm cao cấp mang thương hiệu Grand, vâng, model TCR 6003, một cái thương hiệu xe đạp rất là nổi tiếng ở khu vực châu Á mình. Và chiếc Grand này thì đấy, nó sở hữu cấu hình như là khung sườn full nhôm siêu nhẹ quý vị nhá. Vâng, và bộ chuyển động thì cũng đồng bộ hết là Tiger 4007 và cấu hình là dây đi âm sườn. Vâng, rất là ngon đúng không ạ? Và đặc biệt là cặp bánh cũng là nguyên zin theo xe và nó chạy bạc đạn luôn quý vị nhá. Vâng, rất là tốt đúng không ạ? Một cấu hình rất là ngon. Đó, và tổng thể hình thức với chiếc xe thì quý vị cũng thấy rồi. Vâng, nó cũng có những cái vết xước nhỏ trong quá trình sử dụng hàng ngày quý vị nhá. Vâng, những cái chút xước trong quá trình sử dụng theo thời gian thôi, nhưng cơ bản về hình thức thì cũng không có cái gì đáng kể cả và độ mới của nó thì cũng còn rất là tốt đấy quý vị nhá. Đó, thì là về cái mức giá thành mà cửa hàng của Nguyễn Long đang chào bán cho chiếc xe đạp Grand Roadster TCR 6003 này thì là ở cái mức giá đang ngoài 10 triệu quý vị nhá, và cái X ở cái mức vừa. Vâng, Nguyễn Long
xin nhắc lại là Nguyễn Đông đang chào, cửa hàng của Nguyễn Đông đang chào bán ở chiếc dàn TCR 6300 này là cái mức giá là ngoài 10 triệu ạ, và X vừa quý vị nhá. Vâng, quý vị khách hàng nào có nhu cầu mua xe thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Nguyễn Đông qua số điện thoại là 0973126389 ạ. Số điện thoại của Nguyễn Đông thì có kết nối cả với Zalo quý vị nhá. Và Nguyễn Đông có để số điện thoại ở tiêu đề phía bên dưới video. Địa chỉ cửa hàng của Nguyễn Đông thì là ở Phú Dư, Quỳnh Phú, Gia Bình, Bắc Linh ạ. Vâng, quý vị khách hàng nào ở gần thì có thể đến xem xe trực tiếp rồi trải nghiệm thực tế tại cửa hàng. Còn đối với những quý khách hàng ở xa thì Nguyễn Đông có hỗ trợ ship code trên toàn quốc quý vị nha. Vâng, và quý vị khách hàng cọc một số tiền tương ứng, sau đó Nguyễn Đông sẽ đóng gói và gửi xe đi. Khi nhân viên bên bưu điện tới giao hàng thì là quý khách hàng được đồng kiểm cùng với nhân viên giao hàng bưu điện. Và nếu như không có vấn đề sự cố nào xảy ra trong quá trình vận chuyển từ nhà của Nguyễn Đông vào nhà của quý vị thì là quý vị sẽ thanh toán nốt cái phần tiền còn lại cho nhân viên giao hàng bên bưu điện. Và Nguyễn Đông thì luôn là xin cam kết đến tất cả quý vị khách hàng trên toàn quốc, đó là cái chiếc gian TCR 6300 này là một chiếc xe hoàn toàn chính hãng của nhá. Vâng, nếu như quý vị khách hàng phát hiện ra đó là chiếc xe hàng nhái, hàng fake hay là hàng copy thì quý vị cứ liên lạc với Nguyễn Đông đóng gói rồi gửi trả về cho Nguyễn Đông. Nguyễn Đông xin cam kết sẽ hoàn trả lại cho quý vị 100% số tiền quý vị đã cọc chiếc xe này. Vâng, đó là lời cam kết của chính Nguyễn Đông, của chính chủ cửa hàng quý vị nha. Cho nên là quý vị khách hàng ở xa khi mua xe đạp online bên cửa hàng của Nguyễn Đông thì hoàn toàn yên tâm và tin tưởng ạ. Đó, và đến đây thì Nguyễn Đông xin kết thúc cái video giới thiệu về chiếc dàn TCR 6300 này. Vâng, xin chào tạm biệt toàn thể quý vị và mọi người ạ.